Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3, trang 14, trang 15. Tuần 21, bài 6, cây gạo, sách kết nối tri thức. Bài tập số 1, đọc đoạn văn dưới đây và thực hiện yêu cầu. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. A. Tìm những sự vật được so sánh với nhau và ghi kết quả vào bảng sau. Sự vật 1 từ so sánh sự vật 2. Ví dụ, cây gạo là sự vật 1, từ so sánh là từ như. Sự vật 2, tháp đèn khổng lồ. Cây gạo như tháp đèn khổng lồ. Như vậy, ở bài tập số 1 này, các em đọc kỹ đoạn văn và ở câu A các em sẽ tìm những cái sự vật được so sánh với nhau và ghi kết quả vào bảng. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Thì ở đây ví dụ mẫu, sự vật 1, cây gạo, từ so sánh là từ như, tháp đèn khổng lồ là sự vật 2. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Như vậy, ở câu này có sự vật được so sánh, đó là bông hoa gạo là ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Như vậy sự vật 1 đó là bông hoa gạo. Sự vật 1 là bông hoa. Rồi từ so sánh đó là từ là. Sự vật 2 đó là ngọn lửa hồng tươi. Rồi, câu tiếp theo, hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Như vậy, ở câu thứ ba này chúng ta thấy là sự vật 1 ở đây là búp nõn được so sánh với ánh nến trong xanh, và từ so sánh ở đây là từ là. Búp nõn. Từ so sánh là từ là. Sự vật 2 là ánh nến trong xanh. Rồi tiếp theo câu B, chúng được so sánh với nhau ở đặc điểm gì? Thì các em thấy ở đây, từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Thì chúng được so sánh với nhau bởi cái đặc điểm đó là sừng sững. Rồi, ở câu tiếp theo, hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Thì chúng được so sánh với nhau là hoa gạo hồng rực rỡ. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Thì cái ánh nến, cái búp non này xanh trông rất là bắt mắt. Như vậy, chúng được so sánh với nhau ở đặc điểm đó là về hình dáng và đặc điểm về hình dáng và màu sắc. Chúng được so sánh với nhau ở đặc điểm đó là về đặc điểm hình dáng và màu sắc.
Rồi tiếp theo C, theo em câu văn nào chứa hình ảnh so sánh? Có gì hay? Theo em câu văn chứa hình ảnh so sánh có gì hay? Thì chúng ta thấy cái câu văn nào chứa hình ảnh so sánh thì giúp cho chúng ta như thế nào? Chúng ta giúp cho chúng ta thấy được cái bài văn thêm cái chất thơ cho cái sự vật được miêu tả trong bài được thể hiện càng rõ nét, sinh động. Như vậy, câu văn chứa hình ảnh so sánh giúp cho bài văn thêm chất thơ. Giúp cho bài văn thêm chất thơ. Cho sự vật được miêu tả trong bài. Cho sự vật được miêu tả trong bài. Thể hiện càng rõ nét sinh động. Rồi tiếp theo câu số 2 nhỏ. Quan sát tranh tìm những sự vật có đặc điểm giống nhau, hình dạng, màu sắc. Đặt câu so sánh các sự vật đó với nhau. Ví dụ mắt mèo tròn như hòn bi ba. Như vậy các em hãy quan sát tranh và các em dựa vào hiểu biết của mình để đặt câu phù hợp. Tức là chúng ta sẽ quan sát tranh rồi tìm những cái sự vật có cái đặc điểm giống như vậy về hình dạng, màu sắc để đặt câu so sánh. Thì ở đây các em thấy tranh thứ nhất có hình ảnh mắt của một chú mèo và ở đây là hòn bi ve, thì đặt câu là mắt mèo tròn như hòn bi ve. Rồi tiếp theo các em thấy ở tranh hai ở đây thì có cái hoa màu gà, ở đây hoa màu gà nó sẽ màu đỏ và chiếc màu gà ở trên đầu của chú gà này, chiếc màu ở trên đầu chú gà này cũng màu đỏ. Như vậy, chúng ta sẽ đặt câu như thế nào? Hoa màu gà đỏ rực như chiếc màu gà. Rồi tiếp theo các em thấy ở đây có hình ảnh một mặt trăng và ở bên là một quả bưởi. Như vậy chúng ta sẽ đặt câu so sánh như thế nào? Mặt trăng tròn như quả bưởi. Mặt trăng tròn như quả bưởi. Rồi tiếp theo các em thấy quan sát ở đây là một cây nấm này xòe ra như là chiếc ô. Như vậy chúng ta sẽ đặt câu so sánh đó là cây nấm xòe ra như chiếc ô. Rồi tiếp theo, câu số 3, đặt câu hỏi cho phần in đậm trong mỗi câu dưới đây. A, trên vườn cây, lũ chim sẻ đang trò chuyện ríu rít. Như vậy ở đây chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho cái phần in đậm, ở đây là trên vườn cây. Thì ở ví dụ mẫu đã đặt câu cho chúng ta là lũ chim sẻ đang trò chuyện ở đâu?
Thì ở trên vườn cây thì chúng ta sẽ đặt câu là ở đâu. Rồi B, dưới đất đám lá khô cuốn cuồng chạy va vào nhau sột soạt. Như vậy chúng ta sẽ đặt câu cho cái từ in đậm, cho cái phần in đậm này, dưới đất. Như vậy chúng ta sẽ đặt câu như thế nào? Đám lá khô cuốn cuồng chạy đi đâu? Xin lỗi, đám lá khô cuốn cuồng chạy ở đâu? Ở dưới đất. Đám lá khô cuốn cuồng chạy ở đâu? Tức là chạy, nó chạy ở dưới đất. Chạy ở đâu? Rồi C, trước khi nhà tấm màn che đung đưa lắc cách. Như vậy tấm màn che đung đưa ở đâu? Tấm như vậy chúng ta sẽ đặt câu tấm màn che đung đưa ở đâu? Rồi câu D, trong nhà em bé chờ giật mình tỉnh giấc. Như vậy em bé chợt giật mình tỉnh giấc ở đâu? Em bé giật mình tỉnh giấc ở đâu? Hoặc là các em có thể đặt câu là em bé ở đâu? Em bé ở trong nhà. Hoặc là em bé giật mình tỉnh giấc ở đâu? Trong nhà. Câu 4, viết tiếp vào chỗ trống để hoàn thành các câu dưới đây. Ngoài vườn những cây cải đã nở hoa vàng rực. Như vậy các em sẽ viết tiếp vào những chỗ trống để hoàn thiện các câu. Ở câu A, ở công viên. Thì ở công viên chúng ta suy nghĩ xem ở công viên có gì. Ở công viên những bông hoa hồng đã nở tỏa hương thơm ngát. Rồi câu B, trên sân trường từng nhóm học sinh cùng nhau vui chơi. Tiếp theo câu 5, đọc bài tiếng vườn hoặc là tìm đọc câu chuyện bài văn bài thơ về cây cối muôn thú và viết thông tin vào phiếu đọc sách. Thì các em hãy đọc lại bài đọc tiếng vườn hoặc là tìm những cái câu chuyện bài văn bài thơ khác về cây cối muôn thú để chúng ta đọc và chúng ta sẽ viết vào phiếu đọc sách. Về phiếu đọc sách ở đây có những cái thông tin là ngày đọc, tên bài, tác giả, tên cây hoặc là con vật ở trong bài, chi tiết thú vị về cây hoặc là con vật, vẽ cây hoặc là con vật trong bài theo tưởng tượng của em. Rồi mức độ yêu thích sao, số sao. Như vậy ở đây cô sẽ ví dụ đọc lại bài tiếng vườn. Thì ngày đọc ví dụ như là ngày 8 tháng 2.
2023. Tên bài tiếng vườn. Tên tác giả. Ngô Văn Phú. Rồi tên cây con vật được nhắc đến trong bài đó là chúng ta có cây mũm, rồi hoa nhài, hoa bưởi, rồi chi tiết thú vị về cây hoặc con vật. Như vậy chúng ta thấy chi tiết nào thú vị, ví dụ như là hoa mởm là chiếc đồng hồ mùa xuân. Hoặc chi tiết mỗi thứ hoa đều có tiếng nói riêng của mình. Thì chúng ta thấy có nhiều chi tiết, thì chúng ta sẽ nêu một vài chi tiết thú vị về cây hoặc là con vật. Rồi vẽ cây hoặc con vật trong bài theo tưởng tượng của em. Rồi các em sẽ vẽ. Rồi mức độ yêu thích thì các em tùy vào em sẽ đánh ra số sao. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.